Ngày 2 tháng 2 vừa qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt người mẫu Ngọc Trinh một năm tù, nhưng cho hưởng án treo với tội gây dối trật tự công cộng, thời gian thử thách là 2 năm. Sau khi được tuyên trả tự do, Ngọc Trinh vỡ hỏa tại tòa, mừng rỡ vì được đoàn tụ với gia đình trước thềm năm mới sắp đến. Động thái của Ngọc Trinh sau khi trở về nhà được cư dân mạng đặc biệt quan tâm, nhưng hình ảnh liên quan đến nữ người mẫu được người thân giữ kín. Trợ lý Thúy Kiều mới đây đã có bài đăng gây chú ý khi chia sẻ ảnh chibi vẽ hai nhân vật nữ nắm tay dạo phố, với dòng chú thích, cái cảm giác cùng nhau đi gội đầu, làm móng, nặn mụn, niềm vui khó tả của em trong lúc này, một cái Tết đông đầy. Dù không đề cập đến Ngọc Trinh, nhưng ai cũng biết người mà Thúy Kiều đang nhắc tới chính là Ngọc Trinh. Sau hơn 3 tháng bị tạm giam, người mẫu Ngọc Trinh tiểu tụy sụt cân thấy rõ trong lần xuất hiện tại tòa gần nhất. Với động thái mà Thúy Kiều chia sẻ, có thể thấy Ngọc Trinh đang chăm sóc lại bản thân để chuẩn bị cho dịp Tết sắp đến. Sáng ngày 2 tháng 2, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử vụ án gây dối trật tự công cộng đối với bị can Trần Thị Ngọc Trinh, người mẫu Ngọc Trinh. Trong suốt nhiều tiếng làm việc, Ngọc Trinh thành khẩn nhận lỗi, khai bản thân chưa có bằng lái xe máy, mới chỉ có bằng lái ô tô, nên nhờ Trần Xuân Đông tập luyện để thi bằng mô tô. Đến chiều cùng ngày, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh mức án 1 năm tù, nhưng cho hưởng án treo với tội gây dối trật tự công cộng, thời gian thử thách là 2 năm. Sau đó, Ngọc Trinh được bạn bè và người thân đến trại tạm giam đón trở về nhà. Đến mới đây, một người bạn thân của nữ hoàng nội y đã đăng tải khoảnh khắc cô được bố ôm trầm khi gặp nhau ở nhà riêng. Bố của Ngọc Trinh có biểu cảm như suýt bật khóc sau biến cố của gia đình. Bạn thân tiết lộ, Ngọc Trinh đang dần ổn định, nhan sắc không bị ảnh hưởng quá nhiều. Tại phiên tòa, sau phần xét hỏi, Ngọc Trinh cũng nhắc đến gia đình khi nói lời sau cùng. Kính thưa hội đồng xét xử, cũng vì suy nghĩ chủ quan và bị cáo thiếu nhận thức về luật, cho nên bị cáo đã trả giá bằng những vết thương, vết sẹo cho bản thân của mình. Trên hết, bị cáo đã bị tạm giam trong 3 tháng qua và ngày hôm nay bị đưa ra xét xử. Thật ra trong thâm tâm của bị cáo luôn mong muốn bản thân mình phải làm đúng quy định của pháp luật. Trong sự việc lần này, bị cáo không cố ý, không cố tình biết luật mà phạm luật nhưng vì những phút bộc phát nhất thời mà bị cáo đã có những hành vi sai phạm lúc nào không hay biết khi mà nhận ra vấn đề sai trái của mình thì đã muộn đây là bài học quá lớn với bị cáo điều mà chưa bao giờ dám nghĩ tới vì bất kỳ lý do gì khẩn xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo để bị cáo có thể được sớm quay về với gia đình của mình bị cáo thực sự rất nhớ người thân của mình và thực sự sai và có lỗi rồi ạ Nhân đây bị cáo xin gửi lời xin lỗi tới tất cả những người vì bị cáo mà liên lụy tới vụ án này, đó là thầy Đông, Kiều Khánh Sơn, vợ chồng em Nhung, Kiên, xin lỗi mọi người. Cảm ơn hội đồng xét xử đã lắng nghe. Trong một năm hưởng mức tù treo và thời gian thử thách là 2 năm, Ngọc Trinh sẽ được địa phương giám sát quản thúc giáo dục. Cô phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật và không để bản thân vướng thêm vào bất kỳ sai phạm nào khác. Nếu Ngọc Trinh có nhiều tiến bộ thì có thể được rút ngắn thời gian thử thách sau khi đã chấp hành được 1/2 thời gian thử thách. Đồng thời, Ngọc Trinh có thể được tòa án quyết định rút ngắn thời gian thử thách nhiều lần, nhưng phải đảm bảo thời hạn thực tế chấp hành thời gian thử thách là 3 phần 4. Sau thông tin này, bạn đọc đặt ra câu hỏi, Ngọc Trinh đã bị tạm giam hơn 3 tháng, vậy thời gian này có được trừ vào thời gian thi hành án treo? Luật sư Nguyễn Anh Thơm, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, Nghị quyết số 02 VBHN TANDTC ngày 7 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ Luật Hình sự năm 2015 về án treo, quy định thời gian đã tạm giữ, tạm giam đối với người bị kết án, nhưng cho hưởng án treo, không được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù để ấn định thời gian thử thách. Trường hợp trong thời gian thử thách, nếu họ phạm tội mới hoặc vi phạm nghĩa vụ buộc phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Khi giải quyết tòa án, trừ thời gian họ đã bị tạm giữ, tạm giam, vào thời gian chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo hoặc bản án mới. Như vậy, theo quy định mới, Ngọc Trinh phải chấp hành đủ một năm án treo kể từ thời điểm bản án có hiệu lực pháp luật mà không được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam trước đó. Trước kia, Nghị quyết số 01-2007 NQHDTP ngày 2 tháng 10 năm 2007 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999 về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt giảm thời hạn chấp hành hình phạt quy định. Trường hợp người bị xử phạt tù đã bị tạm giam thì lấy mức hình phạt tù trừ đi thời gian đã bị tạm giam để xác định mức hình phạt tù còn lại phải chấp hành. Nếu áp dụng theo hướng dẫn này, Ngọc Trinh sẽ được trừ thời hạn tạm giam hơn 3 tháng và chỉ còn phải chấp hành án treo 8 tháng 27 ngày và thời gian thử thách là 2 năm luật sư Thơm nêu quan điểm, bộ luật hình sự hiện nay quy định án treo không phải là hình phạt mà chỉ là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện. Cụ thể khoản 1 điều 65 bộ luật hình sự năm 2015 quy định về án treo như sau. Khi xử phạt tù không quá 3 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 1 năm đến 5 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của luật thi hành án hình sự. Tuy nhiên, theo hướng dẫn hiện nay của tòa án nhân dân tối cao, thời gian tạm giam không được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù cho hưởng án treo, đã có những quan điểm khác nhau về việc áp dụng nguyên tắc bình đẳng và chính sách nhân đạo của pháp luật được quy định tại điểm B khoản 1 điều 3 Bộ luật hình sự năm 2015. Điểm B khoản 1 điều 3 Bộ luật hình sự năm 2015 nêu rõ, mọi người phạm tội đều bình đẳng trước pháp luật. Mặt khác, khoản 1 điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định thời hạn tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù, cứ một ngày tạm giữ, tạm giam bằng một ngày tù. Theo đó, bất kỳ người nào trước đó đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ, tạm giam để giải quyết vụ án, mà khi xét xử, tòa án tuyên bố áp dụng hình phạt tù có thời hạn và quyết định thời hạn chấp hành hình phạt tù đều được trừ thời gian đã tạm giữ tạm giam đó vào thời hạn chấp hành hình phạt tù. Từ bình luận trên, luật sư Thơm nêu quan điểm, quy định không trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam, chỉ nên áp dụng trường hợp bị cáo phạm tội mới trong thời gian thử thách hoặc trừ khi họ vi phạm nghĩa vụ từ hai lần trở lên. Còn đối với trường hợp khi tuyên phạt tù cho hưởng án treo, phải trừ cho bị cáo thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam. Vị luật sư nói, để đảm bảo việc nhận thức và áp dụng pháp luật thống nhất, cơ quan có thẩm quyền cần hướng dẫn bổ sung liên quan đến vấn đề này và nếu áp dụng không trừ thời gian tạm giữ tạm giam, cần thiết phải sửa đổi bổ sung điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015. Việc Ngọc Trinh bị bắt giam có lẽ là vụ việc được quan tâm bậc nhất showbiz Việt năm 2023. Hình ảnh của cô xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội với những dòng chú thích vừa châm biếm vừa tiếc nuối. Khác với loạt scandal về phát ngôn ứng xử ăn mặc cô từng chủ động tạo ra trước đó, lần này Ngọc Trinh không thể thản nhiên dẫn dắt dư luận hoặc phủi tay trước sai lầm theo đó nhà nghiên cứu văn hóa ngô hương giang khẳng định những nghệ sĩ rộng hơn là những người có ảnh hưởng đối với công chúng với cộng đồng kol nếu vi phạm các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp có hành vi ứng xử lệch chuẩn tác động tiêu cực đến xã hội thì đều cần phong sát thậm chí phải khởi tố hình sự khi có cơ sở vi phạm pháp luật Trước sự việc của Ngọc Trinh, ông cho rằng một nghệ sĩ với sức ảnh hưởng của mình có thể góp phần làm đẹp cho xã hội, khiến con người sống nhân văn, thượng tôn pháp luật. Nhưng cũng chính nghệ sĩ đó nếu sống buông thả, có những hành vi ứng xử lệch chuẩn, ngay lập tức sẽ tác động xấu đến người hâm mộ, đến một bộ phận xã hội. Ông Ngô Hưng Giang khẳng định, cơ quan chức năng cần xử lý mạnh tay hơn nữa đối với nghệ sĩ, người nổi tiếng, có hành vi ứng xử gây nhiễu, gây hại cho xã hội và cho người hâm mộ trong khi đó chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long nhận định câu chuyện của Ngọc Trinh bị tuyên phạt một năm tù là hệ quả của việc sai phạm rất dài trong giới nghệ sĩ nhưng nhiều người đã xem nhẹ đã từ lâu việc nghệ sĩ dùng mọi thủ đoạn để được dư luận và truyền thông chú ý đã gần như trở thành công thức họ điểm nhiên sống điểm nhiên làm nghề và điểm nhiên đạp lên dư luận truyền thông báo chí Đành rằng việc làm của họ chưa sai tới mức bị truy cứu vào khung hình sự nhưng chính sự việc của Ngọc Trinh sẽ là bài học để không ai còn nhờn với pháp luật được nữa Trước đó, ông Nguyễn Ngọc Long cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định cấm sóng nghệ sĩ vi phạm pháp luật đạo đức. Chúng ta đều biết cái xấu dễ dàng lan tỏa và gây chú ý hơn những điều tốt đẹp. Việc nhiều nghệ sĩ sống trái đạo đức, đi theo những giá trị lệch chuẩn, được tung hô, thậm chí có nhiều sâu diễn và hợp đồng khiến những nghệ sĩ tử tế tận tụy với nghề thiệt thòi rất nhiều. Thực tế đó phần nào triệt tiêu những khát khao sáng tạo đam mê nghề nghiệp của họ. Sự thay đổi này sẽ giúp những nghệ sĩ đích thực có động lực cống hiến, nhờ vậy làm ra những sản phẩm nghệ thuật tốt hơn rất nhiều để phục vụ xã hội. Về kinh tế, khi những nghệ sĩ KOL, KOC lệch chuẩn vẫn có khán giả ủng hộ, có sức ảnh hưởng, các nhãn hàng vẫn phải cắn răng hợp tác với họ. Điều này dẫn đến một số chuỗi bất hợp lý trong xã hội. Việc những nghệ sĩ vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức và chịu các chế tài giúp những nhãn hàng hoàn toàn yên tâm khi mời nghệ sĩ đích thực đại diện cho sản phẩm. Về luật pháp, an ninh xã hội cũng vậy. Những trường hợp như khá bảnh, huấn hòa hồng từng được giới trẻ tung hô khiến tôi rất bất bình. Loại bỏ được các thành phần như vậy sẽ góp phần tạo ra sự ổn định trật tự cho xã hội.